Ở dính đó kìa, nó đâm kìa, dính kìa. Tại đây không sao đâu, không xảy đâu. Đây con này sắp xảy, bắt này trước. Đó, đó đó, đằng kia dính kìa đó, đằng kia dính kìa đó. Giờ cao lên. Đó, dính này đó. Hai ba con đó. Trời ơi, vô luôn. Đẻ luôn. Ôi, đẻ đó. Hôm nay mình với anh ba mình sẽ đi giăng lưới. Kiếm mấy cái ao mà có bờ bể á. Nay qua cơn bão các bạn, nước ruộng bây giờ nó giật cạn khô hết ráo rồi. Bây giờ cá nó sẽ về ao thôi. Ruộng giờ nó đâu còn nước đâu, giờ cá nó sẽ về ao hết. Ủa các bạn thấy cá nó chạy chưa? Đó chạy kìa. Vậy 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 luôn hả? Quất đây anh bơi. Cá chạy rồi. Nhảy chụp trời mưa. Này mưa lắm, tối mà mưa mà rải rác rồi cá dưới đây hào nó phóng lên. Ờ nó lên anh ruộng nó ở nè. Thả đầu này đi. Có khoảng cỡ tuần trước á là nước trên ruộng rất là nhiều. Nước trên ruộng hả, quá trời nó sâu luôn á. Tới đầu gối luôn, cá lên ruộng dữ lắm. Nay nước rút rồi, nó về ao hết rồi. Chừng rối đó anh bà. Nước sâu lắm hả? Sâu. Chú không đậu. Không đậu. Nó tọt xuống rồi ướt máy luôn. Vậy đi cọc má đi, đây là học xuống đây là học đậu á. Tọt vô lên hả? Đó các bạn thấy không? Ở đó có cái mương bể thấy không? Cá nó ra vô chỗ đó đó. Bây giờ mình sẽ giăng lưới chặn ngang đây rồi mình sẽ lấy cây mình lùa nha các bạn. Đúng nói không? Trời tép bò quá trời luôn à. Đầy luôn à. Mà nó nhỏ nhỏ không à. Tép bò quá trời luôn. Đi vô sắc mé nè anh ba. Ở ngoài sâu lắm á. Trời cá trắng quá trời luôn. Trời nắng này là cá trắng nó rút vô hàu. Trắng bình đeo mà không có bình đeo luôn. Nó đã tình trời cũng mưa nó ra làm cái bờ, cái trường cái biển mưa rồi. Cái thờ vô. Dám dính lắm hay gì nặng hoàng hả trời. Dính rồi, dính rồi. Ôi. Có dính rồi hả? Dính rồi, dính rồi. Xả đi, xả đi. Tụi con nặng vậy ta. Tung ra rồi. Lẹo lưới rồi. Lẹo lưới rồi. Ấy đi, mình sửa lại sau. Mới đây mới xả là cá nó đâm vô lưới rồi các bạn ơi.
mình giăng xong rồi mình đi kiếm cây mình đặt, mình đặt mình lùa nó. Làm mấy khúc cây để tao mới điện đó đúng không? Ừ. Khúc cây á. Thấy rồi. Đâu? Kéo căng lên chỗ cá chơi kìa, quộn kìa. Căng căng lên cho lưới nằm trên mặt nước xíu. Trời ơi, cá chơi kìa. Cũng khoảng luôn á. Bây giờ mình sẽ đi tìm một khúc cây mình đập, mình lùa cá nha các bạn. Là cây này anh ba. Đập lùa nó. Lên đây mình đi rồi. Nó dọn cái bẫy mình qua cái bẫy mình giết. Trời gần chứng mưa rồi các bạn ơi. Có chưa, có chưa? Cái lưới thích vô. Dính rồi, dính rồi. Đó, vô đó, đằng kia dính kìa đó, đằng kia dính kìa đó. Giờ cao lên. Đó, dính này đó. Hai ba con, đó. Trời ơi, vô luôn. Mình đẻ luôn. Mình đẻ luôn. Cái thao. Mình đẻ luôn các bạn ơi. Mình đẻ luôn. Sảy rồi. Chẻ thành con cái gì vậy? Con rồi, cái thao nè. Chẻ thành con rồi. Lẹ ghê không? Các bạn thấy không? Ơi, dính nó kìa, nó đâm kìa, dính kìa. Tại đây không sao đâu, không xảy đâu. Dính ly chia luôn. Dính tùm lum. Cho mà vô đây luôn.
nó đâm vào lưới đó các bạn. Hai con rồi. Ở thấy con rồi đó. Con kia đâu vậy? Ở đó. Bự à. Cái này là cá tự nhiên nó vô các bạn ơi. Nước ở trên ruộng nó cạn nó rút vô ao. Chứ mình là không có nuôi. Hình như có dính đây nữa nè. Sau lưng á có con ở đó, tôi thấy quẩn quẩn á. Quá bự. Ba con. Giả cao lên chút xíu coi. Không có hả? Mới vô mấy nước anh ba. Rồi. Đó, một con đó kìa. Dính đây đó, mới vô kìa. Mình mới đi ngang nó chạy hay sao á. Ừ. Bự à. Trời tao kìa. Cho vô góc luôn đi. Đây là các bạn. Ba con có bự luôn. Con đó là con cá phi trống á. Cái màu đẹp ha. Còn mấy con cá này có mấy con cá phi mái mà nó trắng nè. Con này con cá phi trống luôn nè. Rồi hả? Chạy rồi, nó đầy luôn rồi. Bốn em rồi. Chính là gì nè. Dạ, cao lên này. Thấy chìm dữ vậy. Dạ, không phải không ạ. Kìa á. Cho rồi anh ba. Em nữa. Đấy, trôi. Đây, cầm cho. Dính rồi. Đó, dính rồi đó. Ấy trôi. Kéo vô, sắp vô. Ủa. Gió quá cái thằng nó trôi. Trôi hoài. Sáu em.
Trời kìa. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Trời trời. Dính rồi hả? Đó. Cái thao nó trôi hoài trời. Chết rồi, mưa rồi các bạn ơi. Trời mưa râm râm rồi. Mưa nắng. Trời 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 trời. Giữa 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 cái lưng vô. Ừ đúng rồi, giữa lưng vô đúng rồi. Thao nó trôi hoài. Chín rồi đó, nặng rồi đó. Rồi hết. Ở cái thao đi. Cái này mình lên bờ mình ngồi nghỉ khoảng cỡ 10 phút nữa các bạn. Mình nghỉ khoảng 10 phút nữa rồi mình sẽ đi thăm thêm một lần nữa nha. Mình nghỉ 10 phút rồi mình để cho cá nó đâm vô lưới đi. Rồi mình sẽ lại mình thăm tiếp. Lên bờ. Ôi nó chạy kìa. Thao các bạn, cái thao dính cá nó trôi xuống tới dưới luôn rồi. Nó trôi kìa. Bỏ tay luồng gió. Thôi bây giờ mình với anh ba mình lên bờ ngồi nghỉ chút xíu. Khoảng 10 phút nữa mình đi thăm tiếp các bạn ơi. Nãy giờ được mấy con người ta? 7 con hả? 6 con. Lẹ ghê ha, vừa văng nó cái dính liền. Giờ ngồi nghỉ đi, hút hết cái thuốc này xong ra thăm nữa là vừa rồi đó. Cá chê mới là lấy nước. Ờ cá chê. Công nhận ao này cá chê nhiều thiệt. Rồi nãy giờ nghỉ ngơi 10 phút các bạn, giờ tiếp chập 2.
nặng quá không biết có dính không. Không nghe nó giật. Không dính. Nó dính rồi, giờ cầm nó giật nghe tặc tặc tặc. Chứ chưa tới nó. Đi qua thử coi có không. Im lặng thế nhỉ? Như đây tay dính hay gì nè, thấy nặng quằn luôn á. Giật thấy giật giật cái phao rồi đó. Trời dính chắc rồi đó. Đó, bự ra đó. Tiên trùng đâu tiên? Con trùng không? Trùng đâu rồi? Đâu? Lấy cho tao đi. Cái này cá sẽ bự dữ vậy ta. Cái này là cá đồng tươi ngon luôn các bạn. Cá này thì đặc biệt của nó là mình kho tương rất là ngon nha. Nấu cháo cũng ngon. Ôi cá quợn kìa, quá trời luôn. Đó. Tung kìa, tung đó.
ủa cá chê kìa, hết hồn luôn. Kệ đó đi, làm lẹ đi. Nữa rồi. Đó. Ôi, trời ơi, chùm luôn. Chùm luôn. Mày vô đây đi. Chùm luôn. Gì thế? Ao cá dữ lắm. Tung tung ra. Dính nữa rồi kìa. Nghe nặng nặng ở đâu rồi ta? Dính tung rồi đó. Trời ơi. Trời ơi, chùm luôn. Khủng hoảng. Nó trôi lại đây đó nè. Lặn đi. Ê, nghiêng, 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 nghiêng. Nó trôi quá trời luôn. Nằm dưới đáy. Đây đó nè. Ê, dở lên coi. Dạ. Rồi, hết rồi. Đó, hai con đó. Nãy giờ được mấy con rồi ta? Mười mấy con rồi đó. Rồi cuối đường lưới rồi các bạn ơi. Coi còn dính con nào nữa không? Rồi hết luôn. Lưới này thì mình để tới chiều tối mình mới đi thăm nữa các bạn. Các bạn coi thành quả của ngày giăng lưới hôm nay nè. Quá trời đất luôn, một thao luôn. Rồi đến đây thì video của mình cũng xin dừng luôn. Rồi xin chào các bạn nha. Rồi kéo lên. Kéo lên.